Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI truy nã một người quốc tịch Việt Nam tên Minh Quốc Nguyễn, có bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tử tại Đài Loan, cáo buộc người này tham gia vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 3 tỷ đô la Mỹ. Việc FBI truy nã ông Minh Quốc Nguyễn nằm trong một cuộc điều tra rửa tiền liên quan sàn tiền điện tử Chipmaker. Trong thông báo ngày 15 tháng 3, cơ quan cảnh sát châu Âu Europol cho biết lực lượng cảnh sát quốc tế đã đánh sập Chipmaker và tịch thu 40 triệu euro. Chipmaker là nền tảng trộn tiền điện tử, phục vụ cho mục đích xóa dấu vết, che giấu nguồn gốc của tiền mã hóa. Europol và Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội Chipmaker rửa tiền cho giới buôn ma túy, tin tặc của quân đội Nga và tội phạm mạng Triều Tiên. Tổng số tiền liên quan trong cáo buộc nhằm vào Chipmaker lên tới 3 tỷ đô la Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết đã buộc tội một người quốc tịch Việt Nam tên Minh Quốc Nguyễn. Cáo trạng nói rằng Minh Quốc Nguyễn công khai vi phạm các quy định tài chính và từng nói với người dùng trên một diễn đàn Bitcoin rằng rửa tiền là một tội danh được tạo ra từ những chính phủ chuyên do thám công dân của mình. Thông tin truy nã từ FBI xác định Minh Quốc Nguyễn sinh năm 1973, quê quán Quảng Bình, quốc tịch Việt Nam. Người này còn dùng một số bí danh khác như Minh Nguyễn Quốc, Quốc Minh Nguyễn Quốc Minh Nguyễn, James Smith và David Minh. Trên website, FBI cho biết Minh Quốc Nguyễn được đào tạo cơ bản về kỹ thuật tiền mã hóa. Trước đây, người này từng làm việc trong lĩnh vực trinh sát trực tuyến và giải mã thông tin liên lạc. Năm 2016, Minh Quốc Nguyễn có bằng tiến sĩ về kỹ thuật điện tử tại Đài Loan. Vụ truy nã Minh Quốc Nguyễn cũng đang được cộng đồng mạng Việt Nam quan tâm. Trên một diễn đàn ở Việt Nam, một người dùng chia sẻ chân dung Minh Quốc Nguyễn, kèm bình luận châm biếm, chân dung Nguyễn Quốc Minh, cụ nào biết cụ ấy ở đâu xin báo, FBI hậu tạ. Đường dây rửa có 3 tỷ đô thôi, công nhận học cao thì giỏi thật.